jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Cô giải em tôi bài này coi. Cô lên cơn điên nữa rồi hả? So for how long are you going to stay here? I have no idea. You know me. Ôi nhìn em dễ thương quá ha. Mà em đi với Julian á giống như con voi đi với con chuột vậy á. Nếu như mà em đi chung với anh á giống như hai con chuột dễ thương lắm. Ủa, anh bị sao vậy? À không có gì đâu. Không có gì đâu em. Ủa mà em tính kiểu như là em về đây xong rồi em sẽ ở đâu? Em chỉ đi đây đó để thăm bạn bè thôi à. Mà anh có thể cho em ở ké lại đây có được không vợ? Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Hay là bây giờ đi lên sắp chỗ anh với em, anh cho em ở chung phòng với anh nhé. Xin lỗi mọi người nha, tụi tôi lên trước. Từ từ, anh giỡn mà, anh giỡn xíu. Không có gì đâu ạ. Bạn của anh vui tính quá ha. Thì hai người đó lúc nào cũng vậy á, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Ôi, còn cô bé dễ thương này là ai đây? Em tên gì? Em tên là Tâm Anh. Tên của em cũng đẹp quá à. Ủa mà sao em quen với anh Julian vậy? Ê, anh Tâm, she's my best friend. Đó là bạn thân duy nhất của anh luôn á. Đúng không Tâm Anh? Dạ đúng. Là bạn thân nhất của chị đó nha. Nếu nói vậy thì chị em mình cùng tổ chức cuộc thi đấu rồi đó. Ủa mà em cũng dễ thương thiệt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 7 tuổi rồi đó. Ồ vậy là em cũng còn em bé lắm đó nha. Can make spaghetti for me? I haven't had that for such a long time. Oh, all right. Well, since it's been a long time. Yeah, help me. Okay, let me help you. Yeah. Take it. I'll take some vegetable here. I will take that. Okay. Chú tính làm gì vậy chú? Chú sẽ làm món spaghetti. Vậy cho con làm chung nha. Ngồi đó cho chú. Chú với chị Phương Trinh sẽ bắt đầu làm ha. Trinh, how is Brad doing? Ủa chị, chị ngồi ăn luôn đi chị. Dạ thôi, không cần đâu. Con đổ nồi về canh chua chưa? Dạ, con thấy đổ cũng hơi tiếc. Mà dù sao để lại cô không có ăn được. Kỳ cục thiệt chứ. Rõ ràng là làm theo đúng hướng dẫn rồi mà cũng không được. Đâu phải là làm theo hướng dẫn là nấu được đâu con. Mà ba cũng hiểu sao con tự tin mức độ vậy à. Ba này, con tự tin thì sao chứ? Ba nói đúng đó chị. Chị nghĩ lại đi. Từ nhỏ tới lớn, ngoài môn taekwondo ra chị có làm gì được gì đâu. Nè, rồi giờ tới em nữa hả? Cái vụ trang điểm đó, chị nhớ lại đi. Con có biết trang điểm đâu. Đi ra ngoài tiệm cho người ta làm. Có gì đâu, con tự làm cũng được mà. Sao không ra ngoài trang điểm cho nó đẹp con? Bữa nay là tiệc quan trọng đó. Với lại con có biết trang điểm là gì đâu. Chuyện nhỏ với con thỏ, cứ để con làm cho. Đợi con một chút. Bây giờ bắt đầu trang điểm nha. Kẻ lông mày thì dùng cây bút kẻ. Tiếp theo đó là chặt một góc 35 độ. Phần giữa lông mày và mắt thì dùng phấn màu đánh lên. Đánh càng đậm thì càng đẹp. Càng đậm thì càng đẹp nè. Tiếp theo là tạo đường cho sống mũi cao hơn. Cao hơn. Xong chưa con? Đợi con chút, sắp xong rồi. Nhanh lên mọi người chờ nè. Con xong rồi, đi thôi ba mẹ. Trời! Gì vậy? Có việc gì đi bà chủ? Đấy, đứng im để em chụp phần cho.
hơn sách. Chị, mấy tấm hình này còn giữ với chị, rất rõ nét. Bữa nào kiếm lại cho anh coi nha. Em cho anh coi luôn. Từ nhỏ lớn đó là vậy rồi đó. Rồi sao? Tôi là tự tin vậy đó. Con thiệt. I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hả? Dạ. Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Ây da. Ủa anh bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi, đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê, Tâm Anh, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Bắt tay cái ai vậy em trai? Hết hồn trời. Mai nhỏ này ăn trúng gì vậy trời? Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà? Còn có hạnh nhân hả? Có dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bà lỡ con thiếu nè. Còn dính miếng nè. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là cái, mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi. Mình là bạn bè mà bà. Có gì đâu. Dơ quá. Ôi, cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, dơ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Con nhỏ này, con vừa nói ai đáng ghét hả? Sao bà dám nhéo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao? Thì sao? Nè, con mà còn hỗn với bà một lần nữa, bà đánh đòn con cho coi. Sao bà nhéo con hoài vậy? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà còn dám hỗn với người lớn sao? Nè, con dám ăn sô-cô-la, nhả hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn không dơ hả? Không thấy dơ. Con không thấy dơ, nhưng mà bà thấy dơ. Không dơ một chút nào. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm.
ruột con tưởng là chỉ mình con biết la sao? Hả? Ba cũng biết la vậy? Ra!